Tại đại hội lần này, tỉnh Lào Cai có 7 đại biểu tham dự. Đoàn cũng đã chuẩn bị tham gia đóng góp các nội dung liên quan đến báo cáo tại đại hội, chuẩn bị nội dung tham luận, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra và củng cố xây dựng tổ chức hội cơ sở. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quán triệt một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị, nhiệm vụ của đoàn đại biểu khi tham dự đại hội. Đồng chí mong muốn các thành viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đúc rút được nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, vận dụng để xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội Chữ thập đỏ tại Lào Cai.